Mình tiếp tục. Sau khi mà đã taro lỗ xong hết thì các bạn dùng một cái mũi khoan như thế này, lớn hơn, khoét rộng cái đầu ra tí cho nó bay những cái sớ trên này, khi mình taro thì nó sẽ dồn, nó lồi những cái có cái gờ này này, mình khoan mình bào nó đi cho nó rộng đi, và sau đó ta dùng giấy nhám mình nhé, ta đánh bóng chà cho nó láng, thật láng nha, không là nó sẽ có cái gờ, nó cao sò lên, sò mà không ốp được sát với cái miếng nhôm này thì nó không giải nhiệt được. Rồi mình sẽ lắp như thế này đấy. Đó, bây giờ ta lấy sò cái đã. Đây, đây. Sò đây. Sò Toshiba. Cây này nó đóng 25 con. Sò này thì chất lượng rất là tốt. Hàng chính hãng đó. Nhưng mà cái đây mình chỉ gọi là sò tốt thôi, chứ còn nó chính hãng thì không ai tin, mình không mua tận gốc, mình không 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 có cái gì để chứng minh nó là hàng chính hãng hết, mình chỉ gọi nó là sò tốt thôi. Ai sò Toshiba nó không được rõ lắm, nhìn rất là đẹp. Thì bây giờ là mình sẽ lắp nó lên không? Các bạn từ cái mép này đi ra 5 ly nha, các bạn bị cong lên. Tương đối thôi. Đấy, bị cong lên. Dùng kìm bẻ nha các bạn, không dùng tay nha, tay thì nó sẽ không đều, bẻ qua bẻ lại vài lần là gãy chân. Sò này mà để cho gãy chân bỏ phí lắm, cầu dài thì xấu. Cố gắng là sò này đừng làm cho nó cháy, cháy tiếc lắm. Đây, hai con sò khác nhau không? Con trắng bóc. Con này con Toshiba này, con này con Toshiba này. Cái này có chữ gia băng, cái này không có chữ gia băng. Thôi kệ. Con nào lắp vô nó cũng chạy hết đó. Cái đây cũng thế nha các bạn, cái đây là bật bể vừa như thế này thôi. Ủa, mình vừa nói vừa quay video cái bằng cái điện thoại không được rõ. Ba con này là con cũ không phải mới, mà sao cái con này giống hàng mới vậy ta? Tôi cờ bà nó là tương lai thì mình thứ này thì mình sẽ nhập hàng mới, không nhập hàng cũ nữa. Cũ chân con ngắn con dài về canh mệt quá. Rồi đây cho bạn như thế này, thì đầu tiên các bạn là phải xác định được này, nó có ghi tên rồi, không cũng không cần phải xác định đâu. Nó ghi tên
Ghi tên rõ ràng hết rồi. Em cũng không cần phải xác định xác đĩa cho nó mệt. Đấy. Trên này có năm 2001943. Nó có sẵn hết rồi. Bây giờ là mình đầu tiên là anh em nên lắp một cặp sò thôi nha. Không nên lắp hết. Lắp hết là nó cháy hết lần mà lắp nó buồn buồn nó cháy hết một lần là phiền phức lắm. Bốn bảy một tám ba bảy bốn bảy chín ba. Rồi, như thế này. Nếu bây giờ là mình hàn liền vô thì nó sẽ không có bằng. Nó sẽ có con cao con thấp và cái đường này cho nó sẽ cong. Đường nó sẽ cong. Nó cong thế là nó nhìn nó không có đẹp mà nó dở bong cái đường mạch này lắm. Bây giờ mình lắp vô cái đã. Lắp vô thôi, chịu khó. Muốn đẹp là phải chịu khó thôi. Lúc nào vậy, muốn đẹp là phải chịu khó. Chịu khó làm đẹp. Còn lắp 3 con thôi. Đấy. Con vít này vít gầy thưa chứ không phải gầy mịn nữa. Mười hai mười ba ly chứ không có nhiều. Đấy, mười hai mười ba ly thôi. Các bạn chú ý chỗ đây nha. Rồi bây giờ mình vặn nó vô cái đá. Nó tới, cái nào không tới là mình kêu nó tới. À khoan lắp bất thứ phải lót cách nhiệt không cách nhiệt cứ cả các bạn làm lắp cái con sò này mà đỡ cho hàn chì thôi cũng phải lót cách nhiệt. Lót cách nhiệt để chi khi mình cơ cách nhiệt lên là nó cao lên mấy dm rồi. Còn nếu mà mình không cơ cách nhiệt là mình bắn vít xuống nhà này thì nó sẽ bằng
bằng hết như thế này nha, khi mình cơ mấy cái nhiệt nó sẽ đầu hai đầu nó sẽ cơ là một tí xíu, nhìn nó khó chịu lắm. Chưa cần phải tha mỡ, chưa cần, thì mình làm thử thôi nên là chưa cần phải tha mỡ. Chừng nào chính thức đó, con này nó hơi cầm tí nữa mình sửa lại. Hòm hòm là như thế này thôi, nó phải thẳng, cái đường này nó phải thẳng, nó thẳng nó mới đẹp. Vì nếu như cái đường này mà nó không thẳng á, cái thằng cao thằng thấp, cái thằng này chân dài á, thì mình còn đi làm xong mình bẻ lại được thì nó còn giữ được. Nếu thằng này mà không thẳng á thì nó rút xuống á, nó không có cái quấu gì, mạch này mạch một lớp mà, nó sẽ nhổm cái đường mạch đằng sau đây, nó nhổm các cái đường mạch đằng sau nè. Đấy, thì mọi anh em mà chú ý nha. Hàng thì bây giờ mình là chấm để hàng lấy điểm thôi, có nghĩa là mình hàng thử một con thôi, một chân thôi, chứ mình hàng hàng hết nó không được đâu. Chân nào chấm thử chân thôi, chân. Nó hơi mất công tí nha các bạn, cho bạn là giờ lại thầy phải tháo ra để làm cho nó đẹp. Đối với mình chấm hàng cũng được, nhưng mà lỡ đâu nó nhiễu chì qua nó dính cộng tí cộng tóc không thấy là toi luôn. Tháo ra thử vô chút một lần nữa, lần nữa đây là mình hàng sò thôi. Đấy, bây giờ mình nhiều mình chấm, đừng có chấm vô cái chân hồi nãy mình nhiễu sò nha, nhiễu chì nha, chấm vô chân cờ bên đây. Đấy, rồi phải chấm vô chân tiếp theo.
mày không bật cái quạt hút gió được, nó ồn quá, nó ồn mình không nghe được, làm sao mình phải để ý nha các bạn. Lấy mất cái chân này nè, lỡ mà hàng nó nhiễu trì qua thì mệt lắm. Với khi mình làm xong mà mình để ý nè, vô dụng mình hàng có cái đường mạch nè, thôi thử có cái chân linh kiện nào nó dài quá hớt bớt lại tí đi, để ý lại ưng nó đụng xí mè luôn. Đấy, show lên bóng đèn để coi thử. Rồi, nhớ là ổn rồi. Nào, bây giờ mình lắp lại. Đấy, mình hàng dây xong rồi. Bây giờ anh em mình chuẩn bị một hộp cầu chì vậy nha, 2 ampe thôi, để thử mà. Trời ơi, mình đấu lộn lộn cái không ra cái đây để chỉnh sửa lại. Bây giờ là mình cấp nguồn cái đã. Xong xong chỗ đây. Bây giờ cái phần này quan trọng nhất là các bạn. Phần này là cực kỳ quan trọng, cực kỳ thú vị. Là đóng điện. Đóng điện. Nguồn điện của mình là 75. Bây giờ mình cắm thử cái nguồn ra lê thử nó nhảy không nha. Ừ, nhảy đâu. Cái ra lê này thì nó có nhiệm vụ là báo vờ đơ sơ, có nghĩa là khi mình sò bị cháy thì nó sẽ xông ngược đơ sơ, nhưng mà sò cháy thì hai cầu chì này nhảy mất rồi. Những linh kiện lên tâm đông này mà nó cháy nó gây lột đơ sơ ra ngoài thì cái này sẽ nhảy. Nhất, hai là nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao thì mình chỉ gắn cho nó một con rơ nhiệt. Nhiệt độ cao nó sẽ nhảy. Đấy, thì rất là an toàn. Rồi, cắm thử điện cái đã. Rồi, không có nổ nha. Rắc này. Cắm ở bộ ngủ phía sau nè. Đừng có nổ nhá. Chưa thấy nổ. May quá. Mà cái đồng hồ đâu mất không? Chưa thấy nổ, chưa thấy nổ, mày quê. À, cái đồng hồ. Mình tìm cái đồng hồ đó đây đâu mất rồi. À đây, đồng hồ đây. 2-3 cái đồng hồ mà. Đấy, bây giờ mình đo thử nha. Đây, đã thử là cái nguồn vô là đủ chưa?
75.1. Đo áp phân cực trên sò. Chưa có luôn. Chưa có xếp đi. Bà có thể có lọt để sơ ra ngoài không? Không có lọt đời sơ. Điện áp đang là 36mV. Đấy. Bây giờ mình chỉnh là chỉnh phân cực. Cách chỉnh phân cực. Nhấc cho phân cực lên tí thử. Thử nó lên không? Như cái bò này có vấn đề rồi. Không phẩy ba là 3.0. Dẫn 47. 47. Chăm ôm. Ô là, cái này có vấn đề rồi, kiểm tra lại.